Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại với cái trò chơi cục pin này các bạn ơi. Cục pin làm cho mình rất là cay cú đó các bạn ạ. Cục pin nắp vào điều khiển nhưng mà nó lại làm cho mình tức, vì thực sự mình chơi trò này mình chưa cảm giác cái trò nào mình chơi ngu như cái trò này các bạn ơi. Mình chơi chưa lần nào, mình mắc được luôn chưa lần nào, mình lên được cái hacker các bạn ơi. Cao nhất với chỉ là bro thôi. Mình cay quá các bạn ơi, hôm nay mình đã quay trở lại và hy vọng mình sẽ lên được cái chế độ hacker trong cái trò chơi cái cối pin này các bạn ơi. Trong cái cối pin này mà ghét các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ chiến luôn. Và các bạn hãy ủng hộ mình, hãy tạo động lực cho mình bằng cách ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh, ấn luôn vào chuông thông báo nữa nha, để giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Và các bạn nên nhớ rằng kênh Nhân BB có rất nhiều trò chơi hay, các bạn ngày nào cũng vào kênh Nhân BB nha để xem nha các bạn nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chiến luôn. Let's go. Trời ơi, cối pin này ta sẽ phá đảo mi. Nhưng mà nói thật, cái trò này làm sao mà phá đảo được các anh em ơi. Trò này mình muốn lên cái hacker thôi. Mình sẽ cố gắng nha, hôm nay mình sẽ chiếm được nhiều hacker nhất có thể anh em ơi. Trời ơi, chưa gì đã mất bao nhiêu pin rồi. Trời ơi, cối pin vàng của ta. Trời ơi, anh em ơi, ta bạn nào lên được hacker chưa? Nhân thì chưa lên được đây, nên hôm nay cay quá. Quay trở lại đây. Lên, 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 lên. Trời ơi, no thank you, lên. Trời ơi, không nên được hacker. Thật là cay cú quá đi anh em ơi. Bực mình rồi đấy, bực mình thì làm gì các bạn ơi. Bực mình thì sẽ tăng cường lên, tăng cường sức mạnh cho cái pin này lên. Lên đi bạn ơi, mình đã có 4 cái pin rồi. Đúng rồi, mình đã có 4 cái pin rồi. Tăng tốc cái gì đây, tăng tốc cái set này hay là tăng tốc kim cương? Tăng tốc cái set lên, tăng tốc cả kim cương lên nữa. What the hell, pin của mình đã biến màu các bạn ơi. Ui, pin của mình có vẻ chất tên rồi. Nó đã biến thành màu xanh các bạn ơi. Khét thật đấy, đồi nó đang bay kìa anh em ơi. Wow, trời ui, khó quá. Pha đấy cực kỳ khó luôn các bạn ơi. Mình đã cố gắng ăn pin nhưng không được, đâm ra mình lại còn mất pin nữa. Bay như đây nào, lần này cối pin này là của mình. Ui, có vẻ ok, có vẻ ok. Biết đâu ván này mình lại trở thành hacker thì sao. Nhưng không, ván này nó lại bắt mình đi kiểu sóng ngợn các bạn ơi. Lần này mình sẽ về cái đích mắc các bạn ơi. Đừng lấy pin của mình nữa, đừng lấy pin của mình nữa. Wow, yes, yes. Tuy mình không được hacker nhưng mà mình đã về đến đích một lần trong đời các bạn ơi. Trời ơi, khất đi, chật đi anh em ơi. Let's go, tiếp tục nha các bạn nha. Các bạn đã like hết ủng hộ Nhân BB chưa? Ai chưa like hãy like hết đi. Ngày hôm nay có thể mình sẽ trở thành hacker các bạn ơi. Úi giời ơi, tí nữa thì cụ đi luôn, may quá. Pha lướt quá đỉnh của Nhân BB luôn. Rồi, mở cái này ra. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi, bao nhiêu cái cạm bẫy khó hơn các bạn ơi. Bây giờ nên level cao rất nhiều cạm bẫy. Và hy vọng ván này tôi sẽ được hacker. Có được hay không đây? Trời ơi, trời ơi. Wow, yeah, cuối cùng đã được hacker các bạn ơi. Nhưng mà nói thật với các bạn nha, ở trên cái hacker có rất nhiều kim cương nữa. Ui, mình đã được hacker rồi nhưng mà mình muốn lên trên các bạn ơi. Lên trên để kiếm thật nhiều kim cương. Ngon, 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 ngon. Trời ơi, nỗ lực đây nào. Cái máy bay trực thăng này hãy cất cánh đi ông nội ơi, để cho con còn đi nào. Trời ơi, cắt đây, chất đây em ơi. Đường khá là gập ghềnh các bạn nha. Rất nhiều cối pin. Và cái cây xương rồng này sẽ được mình lắp pin vào để cho nó chạy nha các bạn nha. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đi 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 luôn đi bạn ơi, đi luôn đi bạn ơi. Tiếp tục mất rất là nhiều pin luôn các bạn ạ. Pin của mình bây giờ cũng khá là mạnh nha. Pin xanh là pin mắc của mắc rồi đấy. Ui ui ui. À, bẫy nhiều nha. Trời ơi, này cô búp bê này nữa. Cô ơi, hãy đi đi. À, ván này là trò ăn tiền các bạn ơi. X10 sẽ được ăn tiền các bạn nha. Đấy, để anh em để mình chờ được X10. Đây rồi, X10 đi rồi. Ăn tiền, ăn tiền, ăn tiền, ăn tiền. Ui thôi, X7 rồi, ok. 10 với 7 cũng là ngon lắm rồi các bạn ơi. Ăn tiền, 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 ăn tiền. Ây da, 2 quả X3 các bạn ơi. Tiếp tục ăn tiền, 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 ăn tiền. Ui dồi ôi, nhiều pin quá. Lần này thì mình chắc là sẽ rất là nhiều tiền đây. Tiếp tục ăn tiền nào. Lần này thì bắn hơi bị phê luôn. Bắn cho nó hết đi. Ui ui, no thank you, no thank you, no thank you. Ok các bạn nha. Bây giờ mình đã chơi thêm một level cực kỳ cao rồi. Phát cuối cùng là level X7 các bạn ơi. Rồi kim cương khá là nhiều đấy. Khét đấy, chất đấy các bạn ơi. Mình đang bòn kim cương các bạn ơi. Mình đang bòn kim cương để mình nâng cấp cái pin này lên cho nó mạnh hơn. Wow, bay thật xa nào. Trời ơi, mình muốn lên trên cái hacker cơ. Khi lên được trên đó mình sẽ có rất nhiều kim cương các bạn ơi. Ăn chỗ kim cương đấy mình sẽ phất là phê đấy. Trời ơi, nhưng mà lần này thì sao? Lần này chắc chắn không lên được rồi. Nhưng mà hy vọng là được hacker các bạn nha. Hy vọng là sẽ được hacker đi ông nội ơi. Trời ơi, game rất là khó nha. Đấy, dù mình ăn đã không bỏ sót cái gì nhưng vẫn không được hacker. Mình rất là cay luôn các bạn ạ.
rất là cay cú nó luôn đó. Bây giờ là mục tiêu của mình là vươn lên cái mức trên cái mức hacker đúng không ạ? Siêu khó là siêu khó luôn với mình luôn nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lắp cái đài này, cái đài màu xanh này núi đã. Ui, mất một cái pin cho cái màu vàng các bạn ơi. Căng thế nhỉ. Căng thế nhỉ. Húp được tí pin nữa các bạn ơi. Nào, lên nào. Thôi, quả này đi rồi. Mình đã mắc sai lầm các bạn ơi. Nhưng mà rất may là cái này không phải là lên cái chỗ hacker các bạn ơi, cái này chỉ ăn tiền thôi. Bây giờ hơi đen. Đen nhưng mà chúng ta phải chấp nhận vậy, mình đã chơi hơi ngu, hơi chủ quan các bạn ơi. Được rồi, lần này mình sẽ cố gắng hết sức nha. Mở cái này đi anh ơi. Rồi, nào pin này rồi, pin này, tắt đi. Ma cái kia nó không tắt xuống kìa các bạn ơi. Mình đang muốn lướt qua nhưng mà nó không tắt các bạn ơi. Hy vọng ván này mình sẽ được cái mức độ cao nhất hacker. Mình sẽ phải lé qua những cái tường này các bạn ơi. Cực kỳ khó khăn luôn. Trời ơi, tại sao các bạn ơi, càng ngày càng nhiều các đồ vật để mình phải nắp pin vậy các bạn ơi. Quá nhiều luôn ấy. Trời ơi, không thể tin được, mình thấy nó thực sự quá nhiều các bạn ạ. Nhiều hơn mức cần thiết luôn ấy. Trời ơi, chật đi các bạn ơi, chật đi. Nghèo rồi. Wow, bây giờ mình đã có thể nâng cấp rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn muốn mình sẽ tăng cường thêm pin nha. 700 tăng cường thêm pin các bạn ơi. Tăng cường thêm một cái pin nữa. Ui, để mình có thể nhiều pin hơn, có cơ hội về hacker hoặc là vươn lên trên cả hacker để có thể. Ui, thôi ngu rồi các bạn ơi. Ngu rồi, trông cái con gấu kia nó to vậy thôi nhưng mà nó mất ít pin hơn các bạn ạ. À, game này nửa đấy nha, game nửa nha. Khét đấy, chất đấy anh em ơi. Rồi, mở ra nào bạn ơi, mở ra. Vương ơi mở ra. Lần này có thể mình sẽ lên được hacker các bạn ạ. Ý, nhưng mà trên hacker cơ, mình muốn trên hacker cơ các bạn ơi. Ý, kim cương các bạn có nhìn đâu. Ở bên trên hacker có rất nhiều kim cương kìa. What the hell, con mèo này. Các bạn ơi, hãy like hết ủng hộ mình nhá. Để mình có thể vươn lên trên các bạn ơi. Vươn lên trên nó rất là vui đấy. Ui, đi qua cái chỗ này, đừng mở lên, hay lắm. Tốt lắm bạn ơi, tốt lắm. Nào, đi qua đây, né qua đây. Rồi, ui, sao cái chỗ này nhiều pin đấy. Ui, nhiều pin quá các bạn ơi, nhưng mà mình không thể ăn được vì nó rất là khó luôn. Chỗ đấy quá khó, nếu mà mình ăn được hết chỗ đấy, mình có thể vượt qua được cái mức hacker các bạn ơi. Ây, ước mơ một lần nên hacker nhưng mà không được anh em ơi. Vượt qua hacker cơ. Trời ơi, các bạn thấy game này khó chưa? Không biết đã có bạn nào vượt qua được trên cái hacker chưa? Mình nghĩ là chắc là chưa có bạn nào đâu ấy. Mình nghi lắm. Mình chơi mãi mà không vượt qua được ý các bạn ạ. Nhưng mà cũng có thể là có bạn vượt qua rồi nhưng mà mình không biết anh em ạ, đúng không? Cũng không biết được. Chưa nói trước được điều gì nhưng mà pin càng ngày càng mất đi các bạn ơi. Càng ngày càng có rất nhiều các chướng ngại vật cực kỳ khó luôn. Nó lấy đi những cối pin của mình. Ok, thôi. Ngu người các bạn ơi. Ngu người, nhưng mà rất may cái trò này, cái map này ngu người nó không sao các bạn ơi. Map này thì mình chỉ cần uốn lượn vượt qua những cái chỗ này thôi, mình sẽ về được đích rồi mình. Ơi, đừng. No! Mất kim cương. Trời ơi, khét đi, chất đi các bạn ơi. Rồi, không sao, chúng ta hãy tập trung trở lại nào. Cái level này có vẻ dễ nha. Ngay lúc đầu tiên mình đã có được rất nhiều pin các bạn ạ. Nào, bình tĩnh thôi. Lần này anh sẽ được hacker các em ơi. Vào cái màu xanh này. Ok, ui sao tốn nhiều pin thế. Tốn rất nhiều pin các bạn ơi. Trời ơi anh ơi, tốn nhiều pin của em lắm đây. Rồi. Trời ơi, vẫn về tới đây rồi còn phải nạp pin vào trong cái đài nữa chứ. Trời ơi, khó thật sự các bạn ơi. Nên hacker, trời ơi, chỉ cần một cối pin nữa thôi mình có thể leo lên trên. Cay thật sự, một cối pin nữa thôi, tại sao không được anh em ơi? Tại sao vậy? Bạn nào có thể giải thích được cho nhân BB là tại sao nó không? Cái game này nó bắt chúng ta rất là cuốn, nó bắt chúng ta chơi làm sao mà phá đảo cái game này cơ. Nhưng mà nó rất là khó anh em ạ, cực kỳ khó luôn. Cái này mình không biết nắp vào cái nào nữa đây. Nắp vào cái này rồi, cái này chắc chắn là phải nắp vào cái này rồi. Rất tốn kém, rất tốn pin các bạn ơi. Trời ơi, bắn đi. Không, x mấy bây giờ không quan trọng. Quan trọng bây giờ mình không cần x mấy nữa anh em ạ. Quan trọng là mình phải lên trên cái hacker cơ. Để là người đầu tiên phá đảo con game này. Nhưng mà rất là khó. Khó thật sự luôn. Khó quá, khó có thể, quá thai đáng luôn đấy. Rồi, lần này khá là nhiều pin các bạn ơi. Mình được khá là nhiều pin lúc đầu nha các bạn nha. Đây là cơ hội cho mình. Mình phải chơi cẩn thận vào cái máy bay kia. Trời ơi, sao lại có cái máy bay ở giữa đường này. Nắp cho cái máy bay này nó bay đi. Bay đi máy bay ơi. Cơ hội của mình đây rồi. Đây là cơ hội của mình. Mình thấy mình ăn được khá là nhiều pin các bạn ơi. Tốt lắm. Bay nào. Từ từ, chỗ này chỗ rất quan trọng. Rồi.
thừa một cối min thôi. Vượt qua hacker thừa một cối min thôi. Trời ơi, xin người đây, xin người đây. Xin người đây. Trời ơi. Ván này còn ít tiền ván hôm nay các bạn ạ. Ấy chà, một game cực kỳ khó và chúng ta rất khó có thể phá đảo con game này nha các bạn nha. Hôm nay mình đã cố gắng hết sức các bạn ạ, nhưng mà không thể nào vươn lên được cái tầm cỡ hacker cao hơn để lấy kim cương các bạn ơi. Đã có bạn nào vượt qua được cái tầng đấy chưa? Ôi, nếu bạn nào chưa vượt qua hay là vượt qua rồi thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn ơi, hãy ấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo, nhấn like để ủng hộ mình. Và thỉnh thoảng các bạn hãy vào kênh Nhân BB xem nha, vì có rất nhiều game hay đang chờ đón các bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chơi game tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người, ok. Gặt đây.